rất là tuyệt vời vậy thì hai hai với chứng minh với bạn chứng mình và nói là giờ tôi là người thành công anh chị Yes, tôi là người thành công. Yeah. Luôn luôn tin tưởng là mình là người thành công luôn luôn tin tưởng mình là người chiến thắng anh chị. À, những cái niềm tin giới hạn nó không có đúng không ạ? Không có trong trong cái, trong cái bộ não của chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta không có chỗ cho những cái niềm tin giới hạn anh chị ha. Chúng ta cần phải có những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thịnh vượng và thành công được không ạ? Yes, và bao anh chị ở đây là chúng ta đã thấy được là cái câu chuyện uh, của bạn Nhung của chúng ta vô cùng tuyệt vời ạ. Yes, anh chị có thấy giống như là một cái phép màu không ạ? Một cái phép màu đúng không ạ, yes. vào như rất là tuyệt vời à, Chỉ trong vòng 2 năm thôi nhưng mà bạn đã có thể thực hiện được những cái mục tiêu rất là tuyệt vời đúng không ạ Từ cái việc mà đã gia tăng từ cái việc mà thu nhập chỉ có vài triệu à, Lên tới cái thu nhập lại tăng gấp 20 lần đúng không ạ, đúng không ạ? Thu, thu nhập tăng gấp 20 lần à, Và tự do tài chính, thậm chí là xây nhà cho gia đình, cho bố mẹ đúng không ạ Và có thể là đi du lịch được hơn bốn quốc gia trên toàn thế giới Tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ À, đồng thời cũng tạo ra những cái doanh nghiệp anh chị. Vậy thì chúng ta có thấy là gì Nếu như mà có thể nhìn thật sự là gì Nếu như mà chúng ta chỉ dành ra từ 1 tới 2 năm mà chúng ta để đạt mục tiêu này thì có phải đó là một cái điều rất là tuyệt vời không anh chị? Yes. Chúng hãy, 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 hãy thử hình dung nữa, hãy thử hình dung rằng là giờ đúng không từ ngày hôm nay cho tới 1 và 2 năm nữa, anh chị có đạt được cái điều đó, đó chính là một cái phép màu mà, một cái điều rất là tuyệt vời. Vậy thì hãy nhớ một điều gì? hãy nhớ một điều đó là cái điều đó nó được tạo ra mà tương lai anh chị nó không có tự dưng xảy ra đâu anh chị mà nó được do chính chúng ta tạo ra anh chị ha đúng không ạ cuộc đời của chúng ta đúng mà những hành động những cái quyết định những cái thói quen những cái lựa chọn của bạn thì nó sẽ giờ ảnh ngày hôm nay sẽ tạo ra cái tác động cho cái tương lai của mình tương lai như thế nào thì nó đều là cái kết quả do những cái hạt giống từ hành động của chúng ta ngày hôm nay anh chị ha. Yes, vậy thì à, chúng ta có thể là giờ, à, chúc mừng đúng không ạ? À, nếu anh chị là thấy cái câu chuyện của bạn Nhung à, vô cùng truyền cảm hứng thì có thể là gửi một cái lời chúc mừng à, cho bạn doanh nhân, nhân, à, nhân Nguyễn Nhung của chúng ta à, đã thật sự vượt qua được, đúng không ạ? À, thật sự là đúng không à, Vượt khó đúng không? À, gọi là cái đó gọi là vượt khó thành công anh chị. Và cái khả năng vượt khó và cái sức mạnh tính cách và cái việc mà dạ à, bạn ấy vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn, những cái mà thậm chí là những cái điều mà à, biết bao nhiêu người ngoài kia người ta không làm được đúng không? Thì bạn ấy đã vượt qua được và đã chứng đã, đã phân thưởng thì dành cho người chiến thắng anh chị ha. Đúng không ạ? Và bao cho sức chị ra quyết định là mình là người chiến thắng thì giờ tay nói tôi ạ. À. Yes. Rất là tuyệt vời mà chúng ta là người chiến thắng mà. Bạn có ra quyết định bạn là người chiến thắng mà. đúng không <laughs> ạ? Người chiến thắng thì chúng ta giờ thì chúng ta hãy chúc mừng đúng không ạ? Hãy chúc mừng cho bạn Nhung của chúng ta anh chị ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là cái buổi sương ngày hôm nay và cái tư duy đúng không hôm qua thì chúng ta có nói về một cái tư duy À, chúng ta đang phân tích về những cái tư duy của một cái uh, nhà kinh tế, một cái doanh nhân, một cái uh, chủ doanh nghiệp thành công đúng không ạ? À, và bây giờ chúng ta là nói tới cái tư duy thứ ba đúng không ạ? tư duy thứ ba trong nhóm những cái tư duy của một cái doanh nhân thành đạt đó là gì? đó là tôi giúp thỏa mãn những nhu cầu của mọi người bằng tri thức, kỹ năng và sự tận tâm. à cái tư duy của chủ doanh nghiệp thành công thứ ba đó là tôi giúp thỏa mãn nhu cầu của mọi người bằng tri thức, kỹ năng và sự tận tâm có nghĩa là gì chúng ta hiểu một điều rằng là có luôn luôn sẽ có những thứ như là vấn đề và giải pháp đúng không ạ à, sẽ luôn luôn có vấn đề và giải pháp và người nào tạo ra được những cái giải pháp để giải quyết được những cái vấn đề thì người đó sẽ dạ à người đó sẽ là người có được cái phần thưởng anh chị bởi vì giờ, người không chuyên thì sẽ phải trả tiền còn chuyên gia thì được trả tiền anh chị à, nếu như chúng ta sao ạ à, nếu chúng ta à, dùng một cái tuyệt chiêu đó là gì chúng ta nhìn thấy được rằng là bản chất sự vật sự việc của nền kinh tế đó là những cái người doanh nhân thành công hay là những cái người mà thành công về tài chính, những cái người mà kiếm được cái thu nhập nhiều anh chị. Đó là bởi vì họ có thể là xử lý được những cái vấn đề mà đa số người khác đang gặp phải và đa số người khác không giải quyết được. Anh chị ha. Anh chị theo kịp không ạ? Yes. Và cái việc mà chúng ta là một doanh nhân, nhân thì chúng ta cần phải có cái khả năng để giải quyết được những cái vấn đề cho khách hàng cho người tiêu dùng cho cái nhóm những cái khách hàng tiềm năng của chúng ta nếu như anh chị đang là một doanh nhân anh chị đang lên kinh doanh thì chúng ta biết rằng là cái đối tượng khách hàng mà chúng ta hướng tới là ai họ đang có những cái vấn đề gì họ đang gặp những cái khó khăn gì đúng không ạ hay có thể gọi là nói chung là một cái từ là nỗi đau của thị trường là gì nếu như bạn có khả năng xử lý được những cái vấn đề đó, bạn có cái khả năng để giải quyết được những cái nỗi đau đó thì sao ạ? À? thì à, khách hàng sẽ sẵn sàng mua hàng của bạn, khách hàng sẽ sẵn sàng sử dụng dịch vụ của bạn và ba cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cho khách hàng một cách tốt nhất đó là cái gì? ạ? À? Yes, tri thức kỹ năng và sự tận tâm anh chị ha. Ba yếu tố tri thức kỹ năng và sự tận tâm. Đầu tiên là tri thức anh chị đúng không ạ? À, bởi vì sao ạ? À, tri thức, cứ mà tri thức ở đây đó là chúng ta chỉ có ai ở đây mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta không không biết thì chúng ta có làm được không ạ? Tất cả mọi thứ đều phải học đúng không? Bây giờ anh chị muốn làm một cái điều gì chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có tri thức, chúng ta phải có cái cái tri thức luôn á. có nghĩa là cái kiến thức hay còn gọi là những cái kiến thức uh, thậm chí là những cái kiến thức uh, chúng ta dùng là lý thuyết nè, lý thuyết cũng phải biết. Bởi vì muốn có thể thực hành được. Thì lý thuyết chúng ta phải nắm được anh chị anh chị theo kịp không ạ yes à, lý thuyết phải có và có lý thuyết rồi thì mới có thể thực hành được một cách suôn sẻ những người có cái tri thức thì trong lĩnh vực của họ nha anh chị đúng không ạ họ có cái tri thức họ có cái hiểu biết trong lĩnh vực của họ thì họ mới biết là họ cần làm cái gì họ làm như thế nào để có thể tạo ra cái kết quả cái hiệu quả tốt nhất bây giờ giả sử như uh, bạn uh, ví dụ như bây giờ không chị nói đơn giản anh chị có một cái thiết bị điện tử trong nhà trong nhà của mình nó đang chưa được ok mình không có biết cách nào để có thể là chữa được nó đúng không vậy thì mình có thể là mang ra cái tiệm sửa chữa hoặc là mang ra cái tiệm mẫu hành thì nhờ cái bên tiệm sửa chữa đó người ta sửa cho mình vậy thì cái tiệm đó nếu như họ không có chữa được họ không có sửa được họ không có những cái người thợ lành nghề có khả năng hiểu biết về cái máy đó thì liệu rằng là họ có sửa được không ạ? Yeah. Dạ. Mà nếu họ không sửa được thì anh chỉ có trả tiền cho họ. <laughs> đúng không? Mình sẽ đi qua tiệm khác đúng không? Mình sẽ đi qua cái tiệm khác. Và nếu đến cái tiệm nào mà sửa được thì tiệm đó là mình sẽ trả tiền cho họ. Anh chị có đồng ý không? Đấy, thế thật sự là như vậy. Bởi vì đó là cái tri thức, đó là cái hiểu biết, cái khả năng mà có thể là giải quyết được cái vấn đề cho khách hàng. Giải quyết được cái vấn đề cho người tiêu dùng. Anh chị ha đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, đi đi học thì phải đi đối với lành anh chị. Nó gọi là vậy? Có lý thuyết nhưng mà không có thực hành thì sao ạ? Thì nó cũng chưa tạo được kết quả đâu. Và cho nên lần là, là kỹ năng cũng chính là cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cũng phải biết tới và chúng ta cũng phải là và kỹ năng là một cái thứ mà nó không phải tự nhưng mà có nó được nó được phát triển thông qua sự rèn luyện anh chị. Có câu gọi là mai dũa kỹ năng đó văn ôm võ luyện có nghĩa là sao ạ à? có nghĩa là có những cái kỹ năng anh chị học lý thuyết rồi anh chị thấu hiểu được lý thuyết rồi nhưng nếu như chúng ta không ứng dụng vào thực tế chúng ta không ứng dụng vào thực chiến anh chị thì chúng ta không có tạo ra kết quả được bằng chứng rằng là bạn có thấy rằng là có những người đúng không ạ họ là những cái người họ học lên tới thạc sĩ tiến sĩ thậm chí có những người là giáo sư luôn về một cái lĩnh vực gì đó nhưng mà họ có bao giờ ứng dụng nó chưa hay là họ chỉ là hiểu biết về nó thôi chúng ta có thể thấy rằng là một trong những cái điều mà chúng ta để ý nhất đó là những cái giáo sư về kinh tế này những cái tiến sĩ về kinh tế rất là nhiều người như vậy có ai ở đó đúng không ạ có rất là nhiều người đúng không ạ họ có văn bằng họ là giáo sư hoặc là tiến sĩ họ có cái hiểu biết về kinh tế nhưng lại chưa bao giờ đi kinh doanh nhưng lại không biết kinh doanh nhưng lại không biết làm marketing không biết bán hàng. Bao nhiêu số anh chị đã từng gặp những cái người như vậy rất là nhiều, à? thật sự quá nhiều, rồi. đếm không hết. Anh chị có đồng ý không? Yeah. Dạ. Đó là lý thuyết, nhưng không có thực hành là như vậy. Bởi vì bây giờ bạn học lên thạc sĩ kinh tế mà bạn không biết kinh doanh, bạn bạn biết nhưng bạn không làm kinh doanh được thì cũng như không. Anh chị có đồng ý không? Yeah. Dạ. Bạn biết kinh doanh đấy, bạn biết bạn có kiến thức đấy nhưng mà bạn không có biết bạn không làm được, bạn không ứng dụng được. Bạn không có áp dụng vào cái thực tế, bạn không áp dụng được trong cái việc là marketing, trong cái việc là chăm sóc khách hàng, trong cái việc là bán hàng, trong cái việc mà giờ, uh, huy động vốn hay là trong việc đàm phán. Thì coi như là những cái kiến thức đó bạn có bao nhiêu thì cũng là không có tạo ra kết quả. Và cái điều này thì trong uh, một trong những cái bài học của cái dân tộc Do Thái anh chị. Bao nhiêu số anh chị ở đây là biết rằng dân tộc Do Thái thì được mệnh danh là cái dân tộc là thông minh nhất trên thế giới đó mà. Yes, họ thông minh không phải là họ chỉ có cái hiểu biết về những cái lý thuyết suông đâu anh chị. Họ họ được mệnh danh là cái dân tộc thông minh nhất trên thế giới bởi vì là gì à? Bởi vì họ là những người đúng không ạ? À? Có một cái điều tương truyền rằng là tiền của thế giới thì nằm trong túi người Mỹ nhưng có một cái điều là giờ. cái vế sau đó là tiền của người Mỹ thì nằm trong dạ à, túi của người do Thái anh người do Thái đúng không ạ là những cái dân tộc vô cùng thành công và giàu có và chúng ta có thể thấy rằng là những cái tập đoàn hàng đầu trên thế giới những cái lãnh đạo thậm chí là những cái chủ doanh nghiệp những nhà đầu tư những nhà tài phiệt những tỷ phú thì chúng ta luôn luôn thấy là vợ đóng góp rất nhiều là những cái người do Thái anh yes vậy thì làm sao họ có thể trở nên vô cùng thành công và giàu có và thậm chí cả những cái phát minh vô cùng vĩ đại thì cũng bây giờ có đến từ những cái người do thái vậy chúng ta có thể thấy một điều là gì à vậy thì người do thái họ có một cái câu chuyện một cái gọi là cái hình ảnh ẩn dụng dành cho những cái người học giả học giả là những người những người học giả có kiến thức có kiến thức có hiểu biết nhưng lại không ứng dụng được kiến thức đó Đúng không? đó là cái hình ảnh của những cái con lừa mà đi cõng sách vở đấy. Anh bao nhiêu anh chị ở đây đã, đã từng biết cái hình ảnh này rồi. Con lừa cõng sách vở gì? Có nghĩa con lừa mà cõng sách vở thì nó cũng chẳng khác gì con lừa bình thường. Không không không, nên tại vì ứng dụng anh chị kiến thức không ứng dụng được thì không có kết quả. Anh chị chúng ta phải hiểu một điều đó, đúng không ạ? Và huy rất là coi trọng cái việc là phát triển tri thức, phát triển tư duy. Tuy nhiên bạn phải nhớ rằng là gì? khi bạn ứng dụng những kiến thức đó, những cái tri thức đó thì mới có thể tạo ra được những cái kết quả. Và kỹ năng chính là yếu tố tạo nên kết quả. Anh chị theo cái không ạ? Yes. Ví dụ như bạn học một cái khóa bán hàng xong bạn không chịu ứng dụng thì bạn cũng không có kỹ năng bán hàng. Đúng không ạ? Hay là bạn học về một cái chương trình đúng mà Ở đây có anh chị nào đã từng bỏ tiền rất nhiều tiền đi học tiếng Anh rồi chưa? Học cái ngôn ngữ thứ hai cho mình này. Đúng rồi, chúng ta từng đi học trong trung tâm rồi học ở đâu đó có thể một số anh chị cũng đã bỏ tiền là đi học đúng không ạ và sau đó chúng bây giờ huy hỏi anh chị anh chị có có nói được không ạ à? anh chị có giao tiếp được không ạ à? anh chị có sử dụng được tiếng anh không ạ à? ở đây bao nhiêu trong số anh chị đã được học tiếng anh từ khi cấp 2 cho tới lên tới đại học luôn ạ à? học trong sách giáo khoa mà đúng không ở đây ai cũng được học hết không ai ở đây là không học tiếng anh hết á nhiều nhiều anh chị nhiều bạn là còn được học từ cấp 1 nữa Dạ. Yeah. Học chia thì hiện tại đơn, hiện tại quá khứ, hiện tại quá khứ hoàn thành gì đó. Đúng không? Mẫu câu đơn, câu kép quá trời quá đất luôn nhưng mà bây giờ có ứng dụng được không? Học mấy năm trời luôn, học mấy năm luôn, học từ năm tôi như nếu như giáo trình của Huy hồi đó là học từ năm lớp 6 cho tới là lớp 12 luôn. Gọi là 6 năm trời học. Rồi ứng dụng được cái gì vậy? Hello, how are you? I'm fine. Thank you and you? Bye bye. Hết. Xin chào bạn khỏe không? Tôi khỏe. Bye bye. Nói được có mấy câu à? Nhiều khi đọc cũng không được, nghe cũng không được luôn, nói không được luôn. Ủa vậy thì học mấy năm trời làm cái gì? Học cho cố vào không ứng dụng được thì làm cái gì? Anh chị có hiểu không ạ? Đấy cho nên chúng ta phải nhìn thấy được là cái sự thật là ứng dụng được thì mới có kết quả. Còn bây giờ lý thuyết học bao nhiêu năm trời không ứng dụng được thì nó vứt đi, nó gọi là vứt đi. Nó không làm gì được cả, không làm gì, nó không tạo ra được bất kỳ cái lợi ích gì cả. Học qua trời qua đất luôn, không làm gì được, không nói được, không không đọc được, không nghe nghe được. Vậy thì làm cái gì bây giờ? Anh chị có hiểu không? Đấy thì đó chính là cái điều rất là quan trọng mà bây giờ đọc không được thì không thể viết được. À không nghe được thì cũng không nói được luôn. Vậy thì học 6 năm trời thậm chí là nhiều khi là một số anh chị trong cái ngành của anh chị là anh chị lên đại học thì muốn tốt nghiệp có mấy trường đó thì thấy là có mấy trường là đòi phải có tô ít đúng không? đúng không? À, để tốt nghiệp ra trường đó để ra trường đại học đó phải có cái bằng tô ít tô ít thì nó không có khó như là AEO hay là top 4. nhưng mà ít ra cũng phải có cái bằng đó mới được ra trường đấy vậy thì học tô ít luôn đậu tô ít luôn rồi có ứng dụng được chưa? bạn <laughs> thấy không? Cho nên kỹ năng là yếu tố thứ hai để có thể giúp chúng ta tạo ra kết quả Được không ạ? À? à tôi mang lại mà tôi mang lại mà tôi giúp thỏa mãn nhu cầu của mọi người bằng tri thức kỹ năng và yếu tố thứ ba là gì? là sự tận tâm yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng bởi vì sao ạ à? bởi vì một người có hiểu biết có tri thức có kỹ năng là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ tuy nhiên anh ta lại không có đặt tâm trí của mình vào công việc anh ta không có cái sự tận tâm với khách hàng anh ta không có sự tận tâm trong công việc thì cho huy hỏi theo anh chị rằng là cái người này có dễ thành công không yeah, ví dụ nhé ví dụ như không tận tâm anh chị có thể để ý rằng là ok làm thì không có kỷ lục thích thì làm không thích thì thôi đấy đó là một cái thái độ hay là gì hay là ok hứa với khách hàng là ngày hôm nay uh, chiều ngày hôm nay thì sẽ xong cái báo cáo đó hay là sẽ xong cái đơn hàng đó nhưng mà lại uh, phân tâm không tập trung uh, sao nhãn với công việc lo làm những cái việc khác và thế tới hẹn thì chưa hoàn thành à đúng không ạ không giữ đúng lời hứa với lại đối tác không giữ đúng lời hứa đúng hẹn với khách hàng Đương nhiên rằng là anh chị có thể thấy những việc nhỏ như vậy thì cũng chẳng sao. Thì hôm nay không được thì ngày mai đúng không Nhưng mà cho Huy hỏi anh chị ở đây có anh chị nào làm về logistics không ạ? Có anh chị nào làm về logistics không? Làm về quản lý chuỗi cung ứng không? Tôi nói với bạn nha, bạn trễ một ngày thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu đô la. Ví dụ như tôi chỉ nói đơn giản hẳn là một cái container, một cái container Uh, từ người ta nhập khẩu hải sản từ nước ngoài về đây ví dụ như là con king crab đi ha cái con king crab là con cua hoàng đế ví dụ thôi thì cái con đó thì nó là ở vùng biển alaska và nó là sống ở dưới băng dưới cái vùng nước lạnh chứ nó không, không có đánh bắt được ở cái vùng biển ở bên bên mình làm chị và nó phải nhập từ tuốt ở đó bắt đó và phải làm sao để giữ nó được sống được đúng không để nó mang về đây rồi thì bây giờ tới cảng rồi bây giờ chỉ cần đưa vô kho lạnh là xong nhưng mà sao à, do một cái bạn uh, uh, về hành chính uh, do là trễ báo cáo không nộp đủ chứng từ không cung cấp đủ invoice bucking list những cái đó rồi sao nó không có vô kho lạnh được thì cái container đó bao nhiêu bao nhiêu tỷ bao nhiêu chục tỷ đi luôn đầu tươi sống mà bao nhiêu sẽ hiểu bao này comment tôi ạ à. cho nên anh chị nói với nói với anh chị rằng là anh chị muốn làm chuyện doanh nghiệp anh chị muốn là kiếm tiền muốn trở thành triệu phú mà bây giờ huy nói từ cái việc nhỏ như vậy bạn không làm đúng được bạn không làm tốt được á hả thì đừng có mơ mà làm được việc lớn tại vì cách mà chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc tận tâm vào chú tâm vào công việc từ những cái nhỏ nhất nó sẽ quyết định luôn cả cái lớn các bạn làm một việc các bạn mọi việc đừng có đừng có ý lại rằng là những cái việc nó đơn giản những cái việc nó nhỏ thì nó sẽ không có ảnh hưởng đâu anh chị và phải hiểu rằng những cái việc nhỏ nhưng nó cũng rất quan trọng á ví dụ như là một cái thiết bị nào đó mà nó thiếu một con ốc thôi nhiều khi là cái thiết bị đó nó sẽ bị ảnh hưởng hay là thậm chí rằng là chúng ta dùng một cái gì đó nó thiếu một cái quy trình nhỏ nhỏ thôi là nó thay đổi rồi ví dụ như anh chị nói là gì anh chị ở đây anh chị nào anh chị nấu ăn đi ví dụ như anh chị nấu ăn anh chị nấu món cơm chiên tỏi đúng không mà bây giờ thiếu tỏi đi là có còn không có bán được cái món đó không làm sao mà bán được có cái miếng ti tỏi thôi mà mà chẳng ai để ý đâu ừ nó chỉ là có chút xíu thôi đó mà nó ảnh hưởng đó. đúng không ạ đấy rất là đặc biệt ở chỗ đó cũng phải hiểu nó ảnh hưởng tới cái, cái 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 yếu tố mà về cái chất lượng dịch vụ và cái chất lượng sản phẩm của chúng ta anh chị mà để chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc cái công việc thậm chí như rằng là ngày hôm nay uh, trưa hôm nay thì huy có đi về nhà huy nói chuyện với lại uh, gia đình của mình thì mẹ của huy thì năm nay cũng đã lớn tuổi rồi thì mẹ Huy nói rằng là nhiều khi là bây giờ mẹ lớn tuổi quá mà nhà của mình thì là cái biệt thự nó to quá mẹ không có dọn dẹp hết được nên là mẹ phải thuê người làm. Đấy, nhưng mà thuê người làm thì người làm nhiều khi người ta không có làm được như mình làm. Nhiều khi mình làm mình chăm chút hơn, nhiều khi mình làm mình làm nó sạch hơn, mình làm nó chăm chút, mình làm nó nó có tâm hơn. Còn cái người giúp việc mình thuê họ thì họ làm nó nhiều khi là không có đạt đủ cái tiêu chuẩn của mình. Đấy, nhưng mà Huy nói là tôi sao mẹ cứ cứ thuê đi chứ bây giờ chứ bây giờ mẹ mẹ còn làm nữa bây giờ mình 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 tự mình giàu quá trời rồi còn đi làm như vậy nữa thì thì cực thôi bây giờ mẹ đi đi cái tiền đi xì ba đi du lịch đi chơi đi đúng không tận hưởng cuộc sống đi hay là đi làm vườn cũng được thích làm vườn như vui đó, trồng cây làm vườn cũng được thích thì vui là mà còn cái việc mà những cái việc dọn nhà đó thì mình thuê người giúp việc người ta làm cũng được phải Đúng không Ừ thì xong rồi mẹ mình nói ừ đúng thôi, thôi kệ. Nhiều khi mình cũng mắc, mắc nhắm mắt mở cho họ thôi. Nhiều khi họ làm không đạt như cái tiêu chuẩn của mình cũng được. Mắc nhắm mắt mở là gì đó? Có nghĩa là nhiều khi họ không có làm được như mình làm. Mình tự làm thì có thể nhà sẽ sạch hơn, nhà sẽ đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Nhưng mà sao ạ? À? Nhưng mà thôi để họ làm vậy. Mắc nhắm mắt mở đi. Thì ba mình mới lúc đó mới nói là ừ đúng rồi. Ba mình lúc đó cũng ngồi đó nói đúng rồi chứ bây giờ mà họ mà làm được như mình thì họ thành mình rồi <laughs> họ giàu như mình rồi chứ còn gì nữa tôi mê mê mang hiểu không họ ở biệt thự luôn rồi chứ mặc gì mà họ đi 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 làm như vậy nữa có nghĩa là cái cái câu đó tôi thấy là rất là hay đó là cách bạn làm một việc là các bạn làm mọi việc bạn làm cái gì bạn có tâm vào thì chắc chắn là bạn sẽ đạt được cái kết quả bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều so với việc mà bạn không có gì bạn không có tâm đúng không ạ dồn cái tâm tâm gọi là tâm gì vậy? chú tâm vào công việc của mình sự tận tâm là như vậy chú để tâm vào chú tâm vào công việc của mình khi làm cái gì thì toàn tâm toàn ý tập trung vào cái việc đó tập trung hết vào cái việc đó đừng có sơ đảng đừng có lơ đảng đừng có làm cái việc rơi khác đúng không ạ có nghĩa là tận tâm và tận tâm ở đây thì nó cũng là ở đây bao nhiêu sinh chị cũng đã từng nghe những cái câu chuyện như là uh, những cái người kinh doanh có tâm đúng không ạ? Những cái người sale có tâm, bán hàng có tâm, đúng không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta chúng nếu anh thôi tin rằng các anh chị ở đây chúng ta đều đã trải nghiệm ít nhất một lần trong đời là đã gặp những cái người bán hàng có tâm rồi. Họ rất là đúng không ạ? À. Ok, họ rất là tuyệt vời, họ rất là tận tâm với chúng ta đúng không ạ? Họ tập trung vào là nhu cầu, họ tập trung vào việc là phục vụ, đáp ứng những nhu cầu cho mình mình rất là thích mình cảm thấy rất là hài lòng và thậm chí là bao nhiêu trong số anh chị ở đây là chúng ta cũng có những cái uh, gọi là giật những cái cửa hàng những cái shop mà chúng ta dù rằng là nó ở xa nhà mình nhưng mà chúng ta mỗi khi chúng ta cần mua cái món đồ gì liên quan tới cái shop đó thì chúng ta sẽ tới đó chứ chúng ta không có mua những cái gần nhà mình yeah. nhiều khi cũng có một cái cửa hàng bán cái sản phẩm đó ở gần nhà mình nhưng mà mình phải tới cái shop đó có thể nó hơi xa một tí nhưng mà mình phải tới cái shop đó ví dụ như các chị em phụ nữ thì có cái ví dụ như là spa này làm tóc này làm móng tay này đúng không ờ, làm mặt nạ các kiểu này nhiều khi là có cái spa có cái tiệm salon tóc ngay gần nhà mình mình không có đi đâu mình phải đi tới mấy cây số mấy cây số để mình tới đó mình làm tại vì sao cái người làm thì ở cái tiệm kia người ta có tâm hơn ai à, dưới đồng ý cái điều này comment tôi à? Dạ yeah, người ta có tâm hơn đúng không? Dạ yeah, làm tiệm đó người ta làm đẹp hơn, người ta làm có tâm hơn, người ta làm ok hơn, người ta làm dịch vụ tốt hơn, người ta bảo hành hơn, thợ người ta giỏi hơn đúng không? Thì tự dưng là mình sẵn sàng là tốn bỏ tiền ra bỏ cái công sức ra để đến đó thì cái đó anh chị là gì khách hàng của anh chị cũng là như vậy. Nếu anh chị đi kinh doanh, anh chị muốn kinh doanh thành công thì ba yếu tố này là ba yếu tố chúng ta phải có được đó là tôi đáp ứng những cái nhu cầu của khách hàng của tôi bằng về tri thức kỹ năng và sự tận tâm được không ạ? À? Tri thức kỹ năng và sự tận tâm phát triển ba cái này khi làm kinh doanh tri thức có chưa kỹ năng thì phải rèn luyện đúng không ạ? À? Và sự tận tâm nữa, sự tận tâm với lại khách hàng, sự tận tâm trong cái công việc thì chắc chắn là làm việc nó sẽ hiệu quả và tạo ra cái kết quả tuyệt vời thôi đúng không ạ bởi vì khách hàng họ hiểu lắm khách hàng người ta rất là thông minh anh chị anh chị phải nhớ rằng là người tiêu dùng bản thân chúng ta cũng là người tiêu dùng thôi anh chị đúng không ạ người tiêu dùng người ta rất là thông minh người ta rất là hiểu luôn người ta sẽ hiểu được cái cách dịch vụ như thế nào anh chị ha cái cách dịch vụ dịch vụ ở đâu tốt hơn đúng không ạ sản phẩm như thế nào thì nó đến từ cái chất lượng và tiền nào của nãy thôi À, những cái khách hàng đúng không ạ? Dù có khó tính như thế nào nhưng mà nếu anh chị tận tâm, anh chị có tri thức, anh chị có kỹ năng, anh chị có cái sự tận tâm thì họ nếu mà đáp ứng được họ thì sao ạ? Thì những khách hàng dễ tính càng dễ dàng hơn. Thì chút đó chúng ta sẽ dễ kiếm tiền hơn. Anh chị đồng ý không ạ? Yes. Thì đó cũng là cái cái điều rất là ổ ý về tư duy ha. Bởi vì cái này là hôm nay Huy đang chia sẻ về những cái tư duy của chủ doanh nghiệp. Cho nên rằng là, là những anh chị nào mà mình muốn kinh doanh thành công thì chúng ta cần phải có những cái tư duy này. Được không ạ? rồi cái tư duy thứ tư tôi có khả năng trình bày một cách rõ ràng chiến lược thành công cho mọi người tư duy thứ tư tôi có khả năng trình bày một cách rõ ràng chiến lược thành công cho mọi người vậy thì cái tư duy này để làm cái gì cái tư duy này nếu mà dùng đúng từ á thì đó chính là kỹ năng đàm phán đó anh chị đó là kỹ năng đàm phán đó anh chị dạ yeah. tác giả ông theo y cơ ông ấy lập ra cái tư duy này thì để cho đọc có vần ấy. nhưng mà thật ra thì bản chất nó là kỹ năng đàm phán tôi có cái khả năng để có thể là gì trình bày một cách rõ ràng chiến lược thành công cho mọi người ví dụ đối với khách hàng khách hàng đang gặp một cái khó khăn nào đó và họ thất bại trong việc xử lý cái vấn đề của họ được không ạ? À? họ gặp cái vấn đề và họ không xử lý được có nghĩa là họ thất bại trong việc xử lý cái vấn đề đó. họ cần đến cái sự giúp đỡ, đỡ của anh chị, họ cần tới cái sản phẩm, dịch vụ hay cái khả năng của anh chị thì sao ạ? À? thì chúng ta sẽ trình bày cho họ cái chiến lược để giúp cho họ có thể thành công được. anh chị theo kịp không ạ? À? ví dụ như là ok anh chị sử dụng sản phẩm của em đúng không thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng sản phẩm này để có thể đạt được kết quả ví dụ như là về à, thuốc giảm béo đi đúng không thuốc giảm cân đi à sản phẩm chức năng giảm cân đi thì bây giờ anh chị à, ứng dụng anh chị bị gặp khó khăn là trong anh chị làm đủ mọi cách không giảm cân được đúng không và bà nhiêu anh chị thấy rằng là sau cái mùa tết này thì có vẻ chúng ta à, có vẻ như bụng mình to ra Ờ à, à điềm báo là tăng cân đúng không ạ, à? họ không phải điềm báo mà nó là sự thật luôn rồi, điềm báo là từ trước tết rồi giờ tết là thấy rằng là thôi rồi đúng không, phát tướng rồi, phát tướng nhưng mà có phát tài không ạ, à? à, nếu phát tướng mà phát tài thì cũng mừng đúng không ạ, à? à, phát tướng mà không phát tài thì cũng phải suy nghĩ lại mà vậy thì, đúng không ạ, à? vậy thì lưu ý ở đây là gì, à, vậy thì bây giờ mình phát tướng thì bây giờ mình phải lấy lại bóp dáng thôi bây giờ không biết làm sao cả đúng không bây giờ không biết làm sao cả bây giờ đúng cũng thử giảm cân rất là nhiều cái phương pháp rồi nhưng mà không có kết quả À bây giờ có một cái chuyên gia về dinh dưỡng mà à, họ đã ứng dụng họ đã giảm cân thành công rồi. họ đang kinh doanh về cái công thức để giảm cân ạ thay đổi bóc dáng Bây giờ mình dùng cái dịch vụ đó thì sao Ồ, thì họ sẽ hướng dẫn cho mình đúng không ạ à Bây giờ phải hướng dẫn cho khách hàng là công thức như hào sử dụng như thế nào lại sao lại không giảm cân được và bây giờ công thức làm sao để có thể là giảm cân thành công vân vân đúng không ạ Thì khi cái người mà làm kinh doanh anh chị khi anh chị kinh doanh cái sản phẩm như vậy thì chúng ta sẽ phải trình bày cái hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và hướng dẫn cho khách hàng có thể sử dụng được cái sản phẩm để họ có kết quả và có phải khi họ có kết quả xong Thì sau này Điều tuyệt vời thứ nhất đó là giờ họ mua sản phẩm của anh chị rồi Điều đó rất là tuyệt vời đúng không Nhưng cái điều tuyệt vời hơn nữa là bao nhiêu số anh chị đồng ý Huy rồi vậy? Khi chúng ta sử dụng xong một cái sản phẩm nào đó Mà chúng ta có cái kết quả tuyệt vời đối với mình Thì chúng ta sẽ muốn chia sẻ cái điều đó cho những cái người thân của mình Cho cho bạn bè, cho người thân, cho những cái người xung quanh của mình Để họ biết tới cái cái cái, cái, cái sản phẩm, cái dịch vụ đó Bởi vì nó tốt mà, đúng nó tốt quá nó giúp được mình cho nên là mình mình mới chia sẻ như vậy đúng không thì nếu mà đứng ở góc nhìn là anh chị làm kinh doanh nếu như anh chị có thể làm được cái điều đó anh chị có thể hướng dẫn và giúp cho khách hàng của anh chị có được cái kết quả sau khi sẵn, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta thì có phải rằng là cái khách hàng đó hoàn toàn sau này họ sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho anh chị mà và thế là chúng ta lại có thêm cái dòng tiền mà chúng ta để có doanh thu chúng ta lại có thêm nhiều khách hàng hơn có phải điều đó là điều tuyệt vời hay rất tuyệt vời ạ à? và Huy đang phân tích cho theo đúng từng bước cái tư duy đó nhiều khi anh chị chúng ta đọc cái tư duy này chúng ta chưa có hiểu lắm thì Huy phân tích ra rằng là từ một cái ý thôi nhưng mà nó có thể ứng dụng được rất là nhiều cái trường hợp được không ạ Đấy, đó là cái khả năng anh chị khả năng gì? khả năng đàm phán khả năng đàm phán tôi có khả năng trình bày một cách rõ ràng cái chiến lược thành công cho mọi người Đấy, và tiếp theo là giờ à, chúng ta nói tới cái câu việc đó là khi bạn làm kinh doanh thì một trong những cái yếu tố một trong những cái thứ mà nó sẽ có thể bị xem rằng là chúng ta sẽ thường bị thiếu nhất đúng không ạ trong kinh doanh thì cái gì sẽ bị thiếu nhiều nhất ạ thường là chúng ta sẽ thấy nó rất là thiếu anh chị đó giờ à, chính là thiếu tiền <laughs> đúng không ạ trong lúc mà mình đi làm kinh doanh thì chắc chắn là đặc biệt là thời kỳ lúc mới bắt đầu đúng không ạ à, đó là chúng ta sẽ thấy có một thứ luôn luôn thiếu đó là tiền dù là bạn kinh doanh uh, uh, nhỏ vừa hay lớn thì lúc nào mình cũng thiếu tiền không ạ? Mình muốn mở rộng cái doanh nghiệp của mình ra, mình muốn mở rộng quy mô ra thì mình cũng thấy ừ sao nó thiếu thiếu tiền á, thấy thiếu thiếu. Đấy, vậy thì à, thiếu tiền thì phải làm gì? Thiếu tiền thì có thể là đi kiếm tiền hoặc là đi huy động vốn để có thể mở rộng đúng không? Yes. Và đó là sử dụng cái đoạn bẫy về tài chính. Vậy thì khi bạn đi huy động vốn thì bạn phải có cái khả năng thuyết phục những cái nhà đầu tư đúng không? bạn phải có cái khả năng thuyết phục những cái người mà có thể sẵn sàng rót vốn cho bạn thì có phải bạn phải chia sẻ cái chiến lược chia sẻ cho họ để họ thấy được rằng là gì? cái phi vụ này cái dự án của bạn cái công ty của bạn cái chiến lược của bạn là tạo ra được lợi nhuận thì họ mới xuống tiền cho mình có đúng không dạ cái này huy nói hơi chuyên sâu một tí nhưng mà thật sự thì nó cũng đơn giản thôi anh chị đó là cái khả năng mà anh chị có thể cho được cái những cái nhà đầu tư những cái người mà uh, chúng ta muốn là huy động vốn từ họ đi phải cho họ nhìn thấy chứ họ phải nhìn thấy được là à, đúng rồi đúng không? bây giờ tôi rót vốn cho anh anh sẽ dùng cái số tiền này để làm cái gì đúng không anh sẽ làm gì để cái số tiền này nó nhân rộng lên đúng không thì tôi mới có lợi chứ nhà đầu tư người ta chỉ có suy nghĩ như vậy thôi đó là họ đưa tiền cho ai thôi đưa tiền đúng người thôi Đưa cho cái người mà biết khả, có khả năng nhân rộng cái số tiền đó lên thì họ mới đưa. Còn có ai mà đưa tiền cho cái người mà uh, sẽ là làm tiêu hóa số tiền đó mà Yes. Đúng không? Thì đó như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi anh chị. Anh chị hiểu không Đấy, chứ những cái khả năng để trình bày cái chiến lược thành công là như vậy đó anh chị. Khả năng trình bày chiến lược thành công là như vậy đó là cái việc mà chúng ta có khả năng để đàm phán cái khả năng để chúng ta chia sẻ được cái tầm nhìn cái chiến lược thành công cho những cái ở trong cái lúc mà chúng ta huy động vốn để chúng ta có thể là đúng không ạ? có thêm tiền để mở rộng doanh nghiệp để mở rộng quy mô để chúng ta có thể là sản xuất nhiều hơn để chúng ta có thể là đáp ứng trong những cái bước ví dụ marketing hay là về những yếu tố khác để chúng ta có thể là phát triển hơn tạo ra nhiều doanh số hơn và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn anh chị theo kiểu không ạ yes rồi và cái ý nghĩa nữa một cái ý nghĩa nữa thì đây cũng là một cái ý nghĩa cũng khá là quan trọng đối với một số anh chị chúng ta mới bắt đầu làm kinh doanh á, thì hoặc là anh chị đang kinh doanh mà theo kiểu là vẫn còn theo kiểu là cá nhân á, thì có thể là chúng ta chưa dùng tới cái này tuy nhiên rằng là trong dài hạn thì chắc chắn rằng là khi bạn muốn cái quy mô hệ thống kinh doanh của bạn nó lớn hơn thì bạn không thể thiếu một trong những cái việc cực kỳ quan trọng anh chị đó là đúng không đó là gì đó chính là đào tạo. Đó chính là đào tạo anh chị ha. Dạ. Yeah. Một cái nhà lãnh đạo mà leader thì tạo ra leader. Anh chị, chúng ta cần phải đào tạo ra đúng không ạ, một cái người khôn ngoan đó là họ có thể là đào tạo ra những cái người tài giỏi và để coi cho những cái người tài giỏi đó có thể làm việc những cái việc mà họ có thể làm tốt được và như vậy nó mới có thể nhân vãn lên anh chị nhân rộng lên bởi vì chúng ta biết rằng là có ai mà có thể làm tất cả mọi việc không ạ đúng không ạ một ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi anh chị và chúng ta phải biết làm sao để có thể là hợp tác mà làm thế nào để có thể đào tạo được những cái người nhân viên cấp dưới hay là những cái đối tác của chúng ta cũng có thể làm được những cái việc như mình thì như vậy thì bạn mới có thể rảnh tay để bạn có thể làm những cái việc khác bạn mới có thể phát triển doanh nghiệp của bạn lên được anh chị theo kịp không ạ yes. Đấy, và chúng ta có thể thấy một cái điều rất là đơn giản thôi. Một người tài giỏi nha, một người tài giỏi vận dụng 100% khả năng của anh ta bằng với lại nếu như so với 100 người khác thì 100 người kia chỉ cần làm được 1% của người kia, người đó thôi là có thể là gì? Có kết quả tương ứng. Đúng không bạn chỉ cần làm sao Nếu bây giờ bạn nên là 100 điểm đi Bạn chỉ cần làm sao đào tạo được 100 những cái người khác Nhưng mỗi người chỉ cần một phần trăm của bạn thôi Làm được một phần trăm của bạn thôi Là như vậy là bạn đã nhân bản bản thân bạn rồi Họ nhất thiết không nhất thiết Họ phải xuất sắc như bạn Không nhất thiết họ phải siêu phàm như bạn Không nhất thiết bạn họ phải giỏi như bạn Vì không bắt anh chị phải lấy học bổng giống như Huy Vì không bắt anh chị phải là xuất sắc nhưng mà anh chị hoàn toàn có thể áp dụng những cái chiến lược mà Huy chia sẻ để anh chị có thể thay đổi kết quả về tài chính của mình luôn luôn có thể là như vậy bởi vì chúng ta có thể là gì? đào tạo đào tạo cho những cái người khác cái khả năng đào tạo là khả năng cực kỳ quan trọng anh chị bạn sẽ hiểu bài này comment tôi yes khả năng đào tạo rất cực quan trọng luôn và đương nhiên rồi đó mà cái tư duy này chính là cái tư duy mà chúng ta có thể nhân bản lên nhân bản bản thân mình lên phát triển cái hệ thống kinh doanh của mình lên anh chị có muốn là hệ thống kinh doanh của anh chị nó phát triển hơn gấp nhiều lần không ạ à? vậy thì bạn phải phải làm một cái chiến lược thông ngoan hơn đó là bạn phải có cái khả năng để nhân bản bản thân mình cái khả năng để đào tạo cái khả năng để có thể chia sẻ những chiến lược thành công cho những cái người đang làm việc cùng với bạn anh chị ha yes thì họ mới làm được họ làm được thì mới 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 có kết quả được nhưng mà hệ thống của anh chị mới lớn lên được cái hệ thống kinh doanh của mình mới mở rộng quy mô lên được anh chị theo kịp mà ạ ví dụ như bây giờ Ví dụ nha, ví dụ như giờ tôi chỉ đơn giản thôi, bây giờ bạn vận hành một cái nhà hàng nhé. Bạn vận hành một cái nhà hàng. Bây giờ bạn chỉ vận hành được nếu bây giờ bạn làm thì bạn chỉ vận hành được ở đó thôi. Nhưng mà nếu như bây giờ bạn có thể nhân bản được lên, bạn có thể đào tạo được cho những cái người khác cũng có thể làm được điều đó. Đúng không ạ? Thì họ bạn nhượng quyền mà bạn mở rộng một cái nhà hàng của bạn lên trên nhiều quốc gia hơn, nhiều tỉnh thành hơn. Và bây giờ ở, ở Mỹ, người ta vẫn có mà ví dụ như ở Mỹ thì có bao nhiêu bang thì bang nào cũng có nhà hàng của bạn. Và bây giờ là sẽ có cái người người ta vận hành được Người ta có thể làm được cái việc đó Thay vì bạn phải tự trực tiếp đi điều hành Cái nhà hàng đó thì có người làm được điều đó Đúng không? Và nó tạo ra cái giá trị cho nghiệp của bạn Anh chị theo kịp không ạ? À? Đấy thì đó chính là cái khả năng rất quan trọng của một cái chủ doanh nghiệp, một doanh nhân thành công anh chị ha. Ok chưa? Yeah. Rồi, hai phát biểu nói là tỉnh táo lên. Tôi thấy mặt một số anh chị ở đây mình đơ đơ, không hiểu gì hết hay sao? Hay là thấy nó không liên quan. Hay? hay là anh chị không không có ý định làm đi làm kinh doanh cho nên anh chị không 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 có ý định học bây à, giờ muốn 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 giàu có thành công thì chắc chắn là chúng ta phải biến những cái, cái này là tư duy nha huy đang nói là tư duy đó đây là tư duy thôi nha đây là tư duy căn bản luôn á tư duy là cái này là phải trong đầu anh chị đó chứ không phải là cái mà chúng ta nghe cho biết rồi cái này chúng ta phải làm sao để nó biến thành cuộc của, của mình đó cho nên tại sao Huy phải chia sẻ rất là kỹ như vậy để cho các anh chị có thể là hiểu và anh chị thấm nhuận được nó được không ạ à? Yes Đấy. rồi tiếp theo là cái tư duy thứ năm tôi tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh vô vàng sản phẩm hay dịch vụ mang tính sáng tạo khác biệt hoàn toàn với thị trường à cái câu này thì nói đơn giản thôi đúng không có nghĩa rằng chúng ta có thể yeah, có nhiều cái dòng thu nhập hơn nếu như bạn chỉ có một dòng thu nhập thôi thì rõ ràng rằng là đó là cái điểm yếu của bạn những cái người giàu có thì họ luôn luôn sẽ tạo ra nhiều cái dòng thu nhập hơn anh chị đó là cái bí kíp mà những cái dòng thu nhập thì nó có thể đến từ đâu đến từ doanh nghiệp đến từ những cái quỹ đầu tư đến từ những cái khoản đầu tư đúng không nhưng mà bây giờ muốn đầu tư thì phải có tiền mà tiền ở đâu tiền thì chúng ta phải uh, gia tăng khả năng kiếm tiền vậy thì cho nên rằng là đa số anh chị là nếu như hiện tại anh chị chúng ta chưa có tiền thì chúng ta phải làm việc bằng cái gì chúng ta phải kiếm tiền bằng cái tri thức kỹ năng và sự tận tâm của mình đấy và khi mà bạn phát triển cái hệ thống kinh doanh của bạn lớn lên đúng không ạ gia tăng cái giá trị doanh nghiệp của bạn lên tạo ra các dòng thu nhập thụ động rồi lúc đó bạn có thể là có dư giả mà có cái tiền dư giả đó thì lấy cái tiền dư giả đó để đầu tư để mua những cái tài sản khác tạo ra những cái thu nhập thụ động khác cũng được đúng không ạ đó thì cái quy trình thì nó là đơn giản là như vậy thôi vậy thì quay trở lại cái bài học ở đây đó là tôi tạo ra đúng không ạ tôi tạo ra nhiều cái hệ thống kinh doanh tôi tạo ra nhiều cái hoạt động kinh doanh vô vàng sản phẩm đặc biệt và mang tính sáng tạo khác biệt so với thị trường tại sao lại như vậy bởi vì rằng là cái tính sáng tạo và tính khác biệt chính là những cái yếu tố mà nó sẽ mang tới một cái lợi nhuận như vậy ừ. hãy lưu ý điều đó anh chị cùng một sản phẩm nhưng mà nếu anh chị có thể là có được những cái chiến lược kinh doanh hay là những cái chiến thuật mang tính sáng tạo và khác biệt so với thị trường thì chúng ta sẽ có một cái yếu tố mà cái yếu tố nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Bởi vì vào bạn phải đặt cái câu hỏi rằng là tại sao khách hàng lại mua hàng của mình? Tại sao khách hàng lại phải mua hàng của anh chị? Tại sao khách hàng phải trả tiền cho anh chị mà không trả tiền cho đối thủ cạnh tranh của anh chị? Tại sao khách hàng lại phải mua hàng của anh chị? Anh chị có cái gì mà khách hàng phải trả tiền, phải mua hàng của mình chứ không phải là mua hàng của đối thủ cạnh tranh của mình? Anh, anh chị hiểu không? Đó chính là cái yếu tố khác biệt. Đó là cái yếu tố sáng tạo chỉ bạn có thể có thôi. Trong kinh doanh đây là cái yếu tố quan trọng. Bởi vì rằng là đã làm thì ai cũng là chuyên gia. Cái người không phải là chuyên gia thì đã bị loại rồi. Cái người mà không phải là chuyên gia, họ tham họ tham gia kinh doanh trong thị trường thì cùng lắm 6 tháng tới một năm là họ nghỉ rồi nhưng mà sau một năm đó những người có thể trụ được sau một năm thì đa số là những người đã là chuyên gia vậy thì họ là chuyên gia thì sao ạ họ là chuyên gia thì họ cũng có thể làm được tốt cái công việc của họ họ cũng có thể xử lý được cái vấn đề chẳng hạn vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là cạnh tranh được với lại đối thủ cạnh tranh của mình làm thế nào để mình có thể là khách hàng giữa hai cái lựa chọn thì họ chọn anh chị họ chọn mình đúng không chính là cái sự khác biệt cái tính sáng tạo và sự khác biệt anh chị ha thì như vậy thì chúng ta sẽ thành công ok chưa rồi um, thì đó là về cái tư duy thôi đó là về cái tư duy thôi đúng không nghe tư duy thì có thể là thấy rất là nhiều anh chị nhưng mà chúng ta khi anh chị thật thực chiến cho nên tại sao anh chị huy mới nói anh chị rằng khi anh chị làm anh chị làm kinh doanh thì anh chị sớm anh chị ứng dụng đi anh chị sớm kinh doanh đi thật sự rằng là có thể một số anh chị bị cái nỗi sợ hãi thôi nhưng mà quan điểm của huy là như thế này anh chị tại vì trước đây á trước đây thì huy là học kỹ kỹ thuật mà mình học bách khoa xong rồi mình đi qua úc thì mình học cũng là chuyên ngành về kỹ thuật thôi đúng không ạ ờ, và mình thì anh chị biết rồi đúng không nếu mà là dân kỹ thuật thì thường thì sẽ giỏi làm việc với những cái môn tự nhiên hơn những cái gì mà liên quan tới số liệu nè máy móc nè hay là những cái gì liên quan tới công nghệ đúng không chứ đâu có giỏi mà làm việc với con người, đâu có giỏi bán hẹn, đâu có giỏi đàm phán. Tại vì ta đi học, đâu có cần mà phải thi mấy cái môn đó, đúng không ạ? À, thi sức bền vật liệu, thi cơ học đất, cơ lưu chất rồi, vân vân thôi. Chứ đâu có mà thi đàm phán, đâu có đi thi bán hàng đâu có thi đi, đi đi marketing đâu, đúng không ạ? Để cho nên là thật sự thì cá nhân huy quá khứ là một cái người là rất là sợ giao tiếp, thật sự là rất là sợ. Luôn. thật sự là không có giỏi giao tiếp và không giỏi giao tiếp thì đồng thời với việc rằng là không có giỏi bán hàng đâu anh chị dạ yeah. không có giỏi bán hàng và cũng không có giỏi đàm phán đâu anh chị ngày xưa lúc mà những cái lần đồ, những cái thời kỳ lúc mà huy mới bắt đầu kinh doanh đó, người khác rất là thích đàm phán với huy bởi vì họ toàn là thắng thôi họ thân người, ta đúng đấy cho nên là, 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 mình mình thật sự cái đó là cái điểm yếu của mình anh chị nhưng mà thật sự đó, thì mình mới nói rằng bây giờ mình muốn kinh doanh thành công thì cái đó là cái điểm yếu của mình thì luôn luôn có hai lựa chọn anh chị cuộc đời chúng ta nó luôn luôn như vậy chúng ta luôn luôn có hai lựa chọn một là chúng ta sẽ đổ lỗi cho cái sự yếu kém của bản thân mình à tôi dở bán hàng tôi dở marketing tôi dở đàm phán thôi bỏ cuộc đó là tôi đổ lỗi cho cái sự yếu kém của bản thân. Tại tôi dở cho nên là tôi thất bại. Nên là tôi bỏ luôn. Tôi không làm được cho nên tôi bỏ luôn. Thì Huy không có đưa ra cái lựa chọn đó cái lựa chọn mà huy chọn là gì? đó là nếu như mà để có thể thành công và thực hiện được cái mục tiêu của tôi thì tôi sẽ biến cái điểm yếu của tôi thành điểm mạnh. tôi sẽ biến nó thành cái điểm mạnh và tôi sẽ trở thành best seller. tôi sẽ trở thành cái người mà có khả năng bán hàng đỉnh cao nhất. tôi sẽ trở nên xuất sắc nhất trong cái lĩnh vực mà tôi làm. anh chị ha. Và hiểu sẽ hiểu bài học này không phải tôi Yes Tôi sẽ trở thành bậc thầy đàm phán luôn Bậc thầy marketing Bậc thầy về bán hàng luôn Và thật sự luôn là Cái này Huy vẫn còn nhớ Năm 2017 Huy có những cái người bạn Họ đi học về những cái khóa học marketing Và họ cũng rất là giỏi về marketing Họ đào tạo marketing luôn á Thật sự là mỗi khi mà mình Uh, nói chuyện về marketing về những cái chiến lược hay là về cái cách là marketing với họ đó là họ giống như là họ không thèm nghe luôn họ xem thường mình luôn á uh, họ xem thường cái cái khả năng marketing của huy lúc đó luôn mà nhưng mà ngày hôm nay thì tôi đã là đại triệu phú rồi còn họ vẫn đang đi làm thuê thôi mà rất tiếc điều đó Đấy, cho nên là tôi sẽ nói với các anh chị một cái điều rằng là gì thời gian thì nó vẫn trôi qua thôi nhưng cái việc mà anh chị lựa chọn rằng mình có trở nên xuất sắc hơn trong cái điểm cái yếu tố mà chúng ta cần phải xuất sắc không cái gì cũng tạo được quan điểm của huy là như vậy cái gì cũng có thể học được hết đó cái gì mình dở thì từ từ mình rèn luyện mình học từ từ mình giỏi nha. À. huy cũng đừng có anh chị đừng có nói rằng là tại vì là ngày xưa huy học giỏi cho nên là huy có thể ra ngoài huy kinh doanh thành công thật sự những cái gì mà huy học trong suốt 12 năm học với là những cái năm huy học đại học đó, nó không có liên quan gì tới kinh doanh hết nó đi ngược hết tất và tất cả những cái gọi là kinh doanh luôn nhưng mà mình vẫn quyết tâm phải thay đổi thôi nhiều khi mình đi mình chọn không đúng đường trong quá khứ nhưng mà sao à nhưng mà mình vẫn không sao cả bắt đầu lại thôi chứ không phải là tại vậy cho nên là mình bỏ cuộc anh chị anh chị có hiểu không dạ yeah. tôi biến điểm yếu của tôi thành điểm mạnh đó. điểm mạnh của tôi thì tôi phát triển đó. Còn điểm chưa mạnh của tôi mà cái điểm đó lại là cái điểm quan trọng. Bây giờ bắt buộc, bắt buộc phải có. Bây giờ đi làm kinh doanh mà không biết bán hàng. Bây giờ đi làm kinh doanh mà không không dám bán hàng, sợ bán hàng. Kinh doanh là gì? Kinh doanh đó là đi buôn bán mà. Buôn bán có chữ bán buôn trong đó. Mà bạn không biết bán hàng, không biết đàm phán, không biết quảng bá, không dám làm nữa. Nhiều khi biết mà còn không dám làm nữa. Thì làm sao mà thành công được? Làm sao mà giỏi được, làm sao mà xuất sắc được. Phải làm xuất sắc cái việc đó thì mình mới có thể kinh doanh thành công được. Anh chị có đồng ý không Đấy. Vậy cho nên là nói về cái việc ở giờ đó là tôi tạo ra những cái hoạt động kinh doanh đúng không ạ? Và cái việc của tôi là tôi phải phát triển nó lên, tôi phải phát triển lên, tôi phải phát triển cái khả năng kinh doanh của tôi, khả năng bán hàng của tôi. Tôi phải nâng cao lên anh chị. Chứ không thể là mình cứ lựa chọn rằng là ồ cái này, Ờ, cứ thấy cơ hội ok nhưng mà sao thôi mình dở lắm thôi mình ngại lắm thôi mình sợ lắm huy nói thật với anh chị rằng là luôn luôn cái lời biện minh nó luôn luôn đúng anh chị có điều rằng nó không mang lại kết quả cho mình bởi vì bây giờ có thể thấy là vô số những cái người trẻ mà gen thế hệ gen z có những bạn thì rất là tuyệt vời có những bạn rất là nỗ lực rất là giỏi nhưng mà cũng rất là nhiều những cái thành phần mà sao ạ à? gọi là cứ lười nhét lừa nhét và đổ lỗi bảo bị đi làm thuê thì sợ gì sợ mệt sợ ít tiền sợ mệt đi làm kinh doanh thì sao ạ à? sợ bị lừa sợ thất bại sợ bị thu lỗ đi bán hàng sợ bị từ chối đi đầu tư thì sợ bị mất tiền vậy làm gì giàu làm mình làm mẩy chứ làm cái gì Rồi xong rồi ảo tưởng. Ảo tưởng là gì? Đi làm rễ, làm dâu nhà giàu. Ảo tưởng rằng là mình là công chúa Lọ Lem. Ảo tưởng mình là gì ạ? À? Cinderella. Công chúa Rọ Lem. Tự dưng là bộ uh, vịt hóa thiên nghe. Tự dưng cái là có một chàng hoàng tử uh, con của một chủ tịch nào đó hay là chủ tịch nào đó đến yêu mình thế là mình tự dưng là giàu luôn đó trong phim Hàn Quốc bạn cái đó trong phim ngôn tình nha coi ngôn tình nhiều quá bị bị, bị ảo tưởng tỉnh táo lên nó mấy bạn trẻ nhiều đứa nó ảo tưởng vậy đó đúng không đi làm không lo làm không đó làm thuê thì sợ mệt sợ tiền đó làm kinh doanh thì bán hàng thì sợ bị từ chối đúng không? đầu tư thì sợ để mất tiền, cái gì cũng sợ đó. Có nghèo không sợ? Có nghèo không sợ cho nên cuối cùng nghèo. Cái gì cũng sợ hết cho nên mấy kia không dám làm. Đúng không? Ừ. Đó, có hơi rồi. Tại vì cứ bạo bỉ cái gì cũng có lý do hết. Đó. Nhưng quan trọng là lý do nó không có mang lại cái kết quả cho mình anh vậy Cái sự cam kết và hành động vượt qua, có câu là Vượt khó. Vừa khó được rồi xong rồi vượt sướng nữa đúng không còn bây giờ khó cũng không vượt được mà sướng cũng không vượt được thì giờ là sao thì bây giờ chị trả làm cái gì anh chị ha nói rằng là cái gì cũng có các khách... hãy nhớ coi huy có một cái tư duy mà huy muốn chia sẻ anh chị đó là cái gì cũng có thể học được hết á. ngày hôm nay của mình á, nó không phải là mình anh chị phải biết rằng là cái tương lai của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được bằng cái việc chúng ta thay đổi những cái việc mình làm ngày hôm nay mình biết rằng mình thiếu cái gì mình biết là mình cần phải bổ sung cái gì kỹ năng gì mình đang thiếu hay là cái phẩm chất gì mình chưa có thì bây giờ mình rèn luyện đi đúng không chứ hồi nhỏ sinh ra nói còn không nói được mà đi cũng có biết đi đâu nhưng bây giờ nói được đi được rồi đúng không rồi có biết chữ không rồi xong cũng học chữ biết chữ rồi rồi có biết làm toán chưa cũng biết làm toán rồi đúng không rồi có biết chia thầy tiếng anh không bây giờ cũng biết chia thầy rồi chỉ có điều không giao tiếp được thôi à, cũng cũng có học nha cũng có học được mà thấy không đấy thì có như là cái gì cũng học được anh chị đó và khi mà học được thì ứng dụng được cho nên là gì nếu như ngày hôm nay anh chị nào vẫn có những cái nỗi uh, suy nghĩ những cái niềm tin giới hạn về việc rằng là uh, chắc là mình sẽ không có thể kinh doanh được đâu hay là uh, mình không có tiềm năng hay là trước giờ cái công việc mình làm là nó không có liên quan gì tới kinh doanh hết uh, chắc là mình không có tiềm năng không có khiếu phải nó thật là huy là người không có khiếu nhất luôn đó. <laughs> Huy là người không có thiếu nhất luôn á mà thậm chí là cái môi trường của Huy là cha mẹ của Huy hay là những cái là cô gì chú bác của mình là không có ai đi làm kinh doanh hết á ừ học thì học cũng giỏi thiệt nhưng mà đi làm thuê không à đó kỹ sư bác sĩ luật sư giáo viên đó. chứ không có nó có người học lên tiến sĩ người không nhưng mà chỉ là vậy thôi à chứ không có ai đi làm kinh doanh hết đó không có ai mà làm kinh doanh hết anh chị cho nên là nói là cái huy là đúng là cái nôi của gọi là là theo kiểu là đúng nghĩa luôn là là nó theo cái hướng là tự nhiên á cái môn mà những cái môn mà về tự nhiên khối a khối b là nhiều thôi còn về cái môn mà làm kinh doanh hay là đàm phán hay là marketing hay là bán hàng là những cái đó là mình không có mình không có gì không ai chỉ cho mình nhưng mà hãy nhớ một điều là gì nguồn lực không có nhưng mà ngày hôm nay bạn phải nhớ một điều là gì mình đang có thời gian mình đang có sức khỏe, mình đang có cái khả năng để có thể phát triển bản thân, đó là nguồn lực của mình, anh chị ha. Mình đang có khả năng để phát triển bản thân, mình vẫn còn có thể học được, mình vẫn còn có thể rèn luyện được, mình vẫn có thể mài dũ kỹ năng của mình được, và mình vẫn có sức khỏe để có thể là làm việc được, thì đó là nguồn lực của mình, anh chị. Anh chị theo kịp không ạ? hồi rất là ngưỡng mộ cái câu chuyện mà về bác hồ đó bác hồ Hồ Chí Minh của mình đó anh chị. lúc mà hai hai bàn tay trắng đã đi tìm đường cứu nước đó bác cũng chỉ có hai bàn tay trắng thôi nhưng mà cũng đã dám làm một cái việc mà có thể rằng là nó thay đổi cả lịch sử của đất nước của mình và nó gây và nó là cái tiếng vang cho cả thế giới thế giới người ta nghĩ ta nghe về Việt Nam rồi ta nhớ tới Hồ Chí Minh anh chị đúng không đó là một cái điều mà cực kỳ cực kỳ đáng tự hào mà mình có thể thấy rằng là gì chỉ có hai bàn tay trắng thôi đó là cái khả năng nếu mà bây giờ anh chị còn đang còn có nhà cửa anh chị còn đang có thu nhập anh chị còn đang có những cái nguồn lực khác nữa thì chúng ta hoàn toàn dư khả năng đúng không mình không có nói anh chị về cái việc mà chúng ta phải làm cái gì đó lớn lao nhưng mà ít nhất mình cũng phải giờ thành công trong cái việc là gì đó là thực hoàn thành được những cái mục tiêu về tài chính của mình. Mình lo được cho mình, lo được cho gia đình của mình, có được cái cuộc sống về đạt được cái mục tiêu về tài chính cho mình và gia đình của mình. Như vậy là tuyệt vời rồi. Đâu có cần thiết chị phải làm những cái điều mà kinh khủng đâu anh chị. Anh chị theo kịp không ạ? Yes. Và một cái Huy cũng xin chia phép chia sẻ với anh chị rằng là ở trong cái chủ nhật tuần này đó đó là anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí thì uh, chúng ta sẽ có một cái uh, chia sẻ sẽ được hướng dẫn về cái việc mà chúng ta thiết lập uh, xác định được cái sứ mệnh của mình chị một cái điều rất là hay đó là ngày hôm qua chúng ta có nói về cái việc rằng là khi mà bạn yêu thích mà tôi yêu thích tôi kiếm rất nhiều tiền bằng cái việc mà tôi yêu thích đúng không mà Vậy thì cái việc đó chính là cái sứ mệnh của mình đó, anh chị và như Huy đã chia sẻ anh chị là gì Khi mà anh chị đi làm cái công việc Mà cái công việc đó mà chúng ta yêu thích Thì nó không phải là đi làm Nó là đi chơi anh chị ha Vậy thì bao nhiêu trong số anh chị ở đây Là mong muốn có thể tìm ra sứ mệnh của mình Thì có thể là cỡ giờ tay nó tôi nữa. Yes Thì rất là tuyệt vời đó là gì Đó là chủ nhật tuần này Thì trong nhóm rèn luyện thân tâm trí Thì chúng ta sẽ có một cái quy trình để có thể giúp anh chị tìm ra sứ mệnh ha. Cho nên nếu anh chị nào chưa tham gia hoặc là chưa có cơ hội tham gia thì anh chị có thể ra quyết định để có thể là tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí để có thể là tìm ra được cái sứ mệnh của mình trong tuần này. Đồng thời là uh, chủ nhật tuần này thì trong nhóm rèn luyện thân tâm trí thì sẽ còn có một cái cái chuyên đề nó cũng rất là hay. À, hôm trước Huy cũng có chia sẻ anh chị đó là những cái mô hình đúng không ạ? Những cái mô hình và cái cách thức để anh chị có thể gia tăng thu nhập để có thể kiếm được tiền. Và nếu trước giờ anh chị cứ nghĩ rằng là gì a? À, À, tôi chỉ có thể đi làm thuê thì mới có tiền thôi Thì đó chỉ là một trong uh, Sáu cái chiến lược thưa anh chị uh, Chủ nhật tuần này thì chúng ta sẽ được bàn đúng không? Bàn kỹ hơn, chuyên sâu hơn Về những cái mô hình Để tạo ra thu nhập cho anh chị Để anh chị có thể đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan nhất những cái lựa chọn nó phù hợp với cái nguồn lực và khả năng của mình để chúng ta có thể nắm bắt được những cái thời cơ, những cái cơ hội để có thể là thay đổi cái kết quả của mình được không ạ? À? Và một cái điều quan trọng nhất nữa đó là ở trong nhóm luyện thân tâm trí trong chủ nhật tuần này thì sẽ bật mí cho các anh chị là những cái xu thế, những cái xu thế tiềm năng, những cái xu thế mà À những cái xu thế mà trong năm 2024 này là những cái xu thế kiếm tiền nào đúng không ạ cái xu thế nào là cái xu thế mà nó sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong năm 2024 cho tới năm 2025 là trong hơn một năm sắp tới và có thể dài hơn nữa thì chủ nhân tuần này thì chúng ta sẽ uh, được chia sẻ được không ạ vậy thì bao nhiêu số chị đây là muốn nắm bắt được những cái thời cơ muốn nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời nhất thì có thể giơ tay nó tôi được không ạ vậy thì hai hai mươi chín mình đã nói rằng tôi tham gia vào nhóm đèn luyện thân tâm trí không ạ rất là tuyệt vời anh chị ha yes rồi à, và một cái điều rất là vui đó là bắt đầu từ thứ hai tuần sau thì nhóm đèn luyện doanh nhân chạm tay hó vàng sẽ bắt đầu hoạt động trở lại cho nên là những anh chị nào nếu như chúng ta đúng không ạ muốn phát triển về kỹ năng bán hàng muốn phát triển về cái kỹ năng đàm phán marketing và đặc biệt là anh chị cho trước giờ chúng ta không có biết cái chiến lược hay là những cái công thức, cái hướng đi làm sao để có thể là xây dựng, phát triển một cái hệ thống kinh doanh tối ưu, tối tân và hoàn thiện và có thể là với cái số vốn ít nhất và cũng có thể là biến cái thu nhập một năm thành thu nhập một tháng của mình chỉ trong vòng là từ 6 tháng cho tới 2 năm thôi. Thì anh chị có thể là tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng thì uh, một cái đặc quyền khi mà anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện đó là anh chị sẽ được đồng hành với câu lạc bộ chạm cáo vàng trọn đời có nghĩa rằng là anh chị tham gia vào và anh chị sẽ luôn luôn có cái một có cái được cái sự hỗ trợ khi anh chị trong cái quá trình trong cuộc sống về cái việc mà anh chị muốn là giờ, uh, phát triển bất cứ lĩnh vực gì ví dụ như là sức khỏe mối quan hệ hay thậm chí là những cái uh, sự tham vấn trực tiếp từ những cái nhà triệu phú à, trực tiếp từ huy cùng với là những anh chị em khác là những cái thành viên triệu phú à, trong câu lạc bộ thì luôn luôn sẽ có người hỗ trợ cho anh chị hướng dẫn cho anh chị à, cầm tay chỉ việc cho anh chị để anh chị có thể là chắc chắn thành công đúng không ạ? Đó là cái đặc quyền à, khi mà anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chậm táo vein à, và nhóm rèn luyện thân tâm trí được không ạ? Và một cái đặc quyền lớn nhất đó là chỉ dành cho những anh chị mà đăng ký trong cái thời điểm này thôi. Đó là gì? À? Đó là anh chị sẽ được quyền tham dự có cái vé ưu tiên để có thể được quyền tham dự vào chương trình offline câu lạc bộ chạm thế khó vào tháng 3 này anh chị. Đúng không ạ? À? Bao nhiêu số anh chị ở đây đã tham dự offline rồi thì có thể comment tôi ạ. À? Yes, cái chương trình offline này là cái chương trình mà rất là tuyệt vời luôn anh chị. Đúng không ạ? À? À, phải nói rằng nó luôn luôn là được cái đón chào nhất bởi vì trong cái chương trình quy trình offline này trong cái buổi offline câu lạc bộ này thì chỉ là dành cho những anh chị là thành viên thôi anh chị offline này chỉ dành cho thành viên thôi và cái số lượng đăng ký thì nó có hàng anh chị ha Ờ, khi mà anh chị đăng ký không anh chị đăng ký chậm thì coi như là chúng ta đành phải đợi 6 tháng sau mới được tham dự anh chị đúng không ạ ờ, và lưu ý rằng là uh, lúc nào là cũng full hội trường hết đúng không ạ nên là các anh chị hãy ra quyết định để có thể là tham dự được nhóm rèn luyện à, và đặc biệt đây là cái đặc quyền cho những anh chị mà mới bởi vì những anh chị nào mà chưa có cơ hội thì chúng ta sẽ có thể được tham gia nếu anh chị tham dự trong thời điểm này và một cái hay ở offline đó là có những cái quy trình anh chị Huy sẽ là người trực tiếp làm cho anh chị những cái quy trình mà chỉ có thể làm được offline thôi. Và đây là những cái quy trình từ những cái quy trình như là uh, phá vỡ giới hạn uh, con người bên trong của bạn, hay là cái quy trình mà đánh thức cái con người phi thường, cái quy trình về bản tâm nhân, cái quy trình để bạn có thể chữa lành đúng không Chữa lành những cái niềm tin giới hạn của bạn, chữa lành cái con người bên trong của bạn và cái quy trình hút năng lượng vũ trụ đúng không ạ? cái quy trình hút năng lượng vũ trụ là cái quy trình rất là mạnh đấy anh chị đúng không ạ à, ở đây có ai đã làm quy trình này à yes đúng không? Những, những cái quy trình này là những cái quy trình mà uh, chỉ, chỉ có thể làm được offline thôi có những nếu anh chị mà tham dự vào nhóm năng luyện anh chị vào zoom thì không làm được đâu anh chị những quy trình này nó chỉ có thể làm được offline thôi cho nên là đây chính là cái đặc quyền rất lớn cho những anh chị nào mà nếu như mà bây giờ mình tham gia đúng không? mình đăng ký vào nhóm năng luyện thì anh chị sẽ có đặc quyền được tham dự cái buổi offline đúng không ạ có vé gọi là ưu tiên đó Ừ. đấy cho nên là anh chị hãy ra quyết định thật là sớm để có thể là tham dự được anh chị ha à, và đặc biệt rằng là trong cái tuần này thì là những cái thông tin đúng không ạ những cái thông tin vì nói về thông tin thôi thông tin này thì uh, bạn có trả cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi cũng không chia sẻ cho bạn đâu nhưng mà chủ nhật tuần này dành cho những anh chị đã có cái gì à, tham gia vào nhóm luyện thành viên câu lạc bộ trạng thái hóa vàng thành viên của câu lạc bộ thân tâm trí thì sẽ được chia sẻ hay được chia sẻ về những cái xu thế, những cái thông tin, những cái cơ hội nào là cái cơ hội tiềm năng, xu thế tiềm năng trong năm 2024 này và những cái mô hình để chúng ta có thể kiếm tiền đúng không ạ? Những cái mô hình kiếm tiền cùng với lại là cái công thức, cái quy trình để tìm ra sứ mệnh. Cho nên là các anh chị hãy ra quyết định để có thể có mặt trong cái nhóm đen luyện của chúng ta uh, trong cái chủ nhật tuần này được không ạ? Yes. Rồi, thì nếu anh chị nào muốn tham gia vào nhóm rèn luyện thân tâm trí hoặc là nhóm rèn luyện doanh nhân chẳng thao vàng thì anh chị có thể liên hệ với nhóm trưởng, nhóm học tập của chúng ta để có thể biết thêm thông tin và chi tiết anh chị ha. Rồi, thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn là các anh chị em vào cái buổi Zoom à, trong cái trong nhóm rèn luyện cử nhật tuần này được không ạ? À? Yes, bao nhiêu số chị đón định rằng mình sẽ có mặt trong cái chương trình uh, doanh nhân chạm tay hóa vàng và chương trình thì, dạ, thân rèn luyện thân tâm trí thì có thể giơ tay vào nó tôi được không ạ? À? và dân số anh chị ở đây sẽ có mặt vào cái chủ nhật tuần này thì giờ đây nó tôi ạ à? Yes, hãy ra quyết định thôi, các bạn ra quyết định thì số mình được hoàn thành anh chị ha, ạ, hãy ra quyết định và có thể liên hệ với nhóm trưởng nhóm hoạt tầng chúng ta để có thể là đăng ký kịp thời và có thể tham dự được anh chị ha. Rồi hôm nay chúng ta kết thúc đây, hay là các chị em vào uh, chủ nhật tuần này chúc các anh chị giúp chúng ta có được một cái cuối tuần tràn ngập với niềm vui, sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, lành lặng, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc trọn vẹn ha. Hôm nay là ngày thành công về tài chính, hôm nay là ngày bung nổ về lợi và hôm nay tôi là người thành công bạn là người thành công xin ở trên đời chúng ta là những người thành công xin ở trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang rồi chào tạm biệt các nhà bạn xin yêu quý các chị bạn luôn bye bye